xong ngang chờ mãn lễ rồi đồng nhang mới về ngang. Coi chưa, có đăng ký đi. Ký rồi.
Rồi tại Trạm Quy Lốc. Con thấy 3 năm trước rồi. 3 năm trước đúng không? Ê, gì dữ mày? Có chuyện lộn á. Đúng rồi, tại Trạm nè. Tại Trạm mà nói nhiều lắm á nghe. Hello, hello. Hello, hello á. Hello, hello, tại Trạm mà cái nếp chú mặt áo trắng. Đúng rồi. Chú mặt áo trắng á. Tại tiền á, tại Trạm. Chú họ Trạm. Tại tại Trạm Quy Lốc. Chú mặc áo trắng áo trắng này. YouTube YouTube á. YouTube á. Chú mặc áo dài lắm á. Có. Có lúc không có mặc áo dài. Rồi. Có lúc mình khác. Ừ. Làm cho giáo lý đại đạo ngày càng tỏa sáng, thấm nhuần tâm tư mọi tín đồ trong lòng nước. Có rằng nhiều đức hạnh rồi mình đang review con rồng nhan số mơ số 2 rồi bây giờ mình ra qua rồng nhan số 1 rồi cả nhà ơi. Còn mãn lễ thì thả bong bóng nữa là xong nha cả nhà. Thả bong bóng nữa là mãn lễ. Rồi con rồng nhan số 1 rồi cả nhà, dài 36 mét nha. Rồng nhan dài 36 mét. Ồ, quá dài luôn, quá dài. Rồi chờ mãn lễ cái thả bong bóng rồi cái anh em về nha cả nhà. Rồi, anh em đang chờ mãn lễ anh em về. Rồi 36 mét. Con mình này con số 1 hay con số 2 vậy? Con số 2 á, con bệnh con số 1 à? À, vậy là mình biết. Nãy nãy mình nói lộ, mình nói tưởng đâu bệnh. Ở quan Quay YouTube. Ờ, bởi vì mình không có thấy đâu chứ đâu. Ờ, mình đâu có thấy đâu. Nãy mình nói con bên đây số 1 không mà. Mình tưởng đâu là số 1 là múa bên quan chức này chứ. Rồi con số 2 cả nhà. Đó, ở sao đồng, ở đây sao đồng có số 2 luôn nha. Rồi, rồng nhan dài 36 mét. Ồ. 36 mét nha cả nhà. Ồ. Từ đầu tới đuôi 36 mét. Đây nè, đi đường này nè, lại cho thiền ngồi được rồi. Hình như rồng nhan số 2 này có anh em tôi, bây giờ anh em tôi đâu ta? Nó biết là mối trụ số mấy bây giờ, nó thằng Thận á, tên Thận á, Thận Si á. Xã nào? Thầm mộng. Nó hả? Nó đây nè, nó Ninh Tân nè. Xã nào? Ninh Tân mà, Ninh Tân mà thì phường Ninh Tân. Ninh Tân không có. Hả? Ninh Tân Ninh Sơn không có hả? Nó thì nhà ở Trường Lưu. Nhà ở Trường Lưu. Sợ không có hả? Tại em có ông anh bên đội Lăng Mã nhà thì Bắc Nhã đó. Ông anh bên đó đó, rồi ông kêu nó vô múa luôn nó, nhưng mà nó này nhà ở Trường Lưu mà nó có vợ Ninh Tân. Tại ông anh ông làm ở nhà thì Bắc Nhã nhã ông anh mà thổi tôi hết á. Ông Hiếu, ông Hiếu thổi tôi hết á. À, nó nói bữa nay nó có múa nữa mà bữa ngày qua nó còn tập mà. Mà giờ không biết múa trụ mấy, không múa, không lẽ múa con bệnh. Múa con số 2. Tại vì nghe nói mấy người mới là múa con 2. Ừ, mấy người mới là múa con. Họ đạo nào không? Họ đạo hả? Họ đạo Trường Lưu. Trường Lưu số 2 có Trường Lưu không?
nước cô uống cạn cũng biết rồi. Nói là khô cổ luôn. Nó tên Si Thượng nữa mà, nó tên trong nó tên Thượng, nó ngoài tên Si. Mà bây giờ không biết nó muốn cái trụ nào. Chứ ngày hôm qua thì nó nói bữa nay ngày hôm qua nó có tập mà. Không biết muốn con 1 hay con 2 gì không biết. Ừ, mình không biết con hỏm thì nó nói mấy người mới đó là muốn con 2 phải không? Mấy người cũ là muốn con 1. Con 1 hồi xưa đó là mấy người cũ, mấy người mới muốn con 2. Để coi nó vòng vòng đâu rồi nó thấy không biết. Thôi em đi dài cho nên tắt móng em về luôn ha. Đã quay mà mệt quá mỏi cổ quá cả nhà ơi. Ồ. Rồi chuẩn bị thả con bóng là cái mình về luôn ha. Ôi, dòng nhang đẹp không con? Dòng nhang đẹp không? Có chừng nó bay con lát nó bay lên á, lát nó bay lên trời luôn à. Rồi hello, xin chào cả nhà. Còn video clip phần 4 lên đây tại đây nghe cả nhà. Chúc cả nhà một đêm thật là vui vẻ nha. Gia đình luôn luôn an lạc và hạnh phúc như ý muốn nha cả nhà. Cả nhà đón xem phần 5 nha. À, này là phần 4. Cả nhà đón xem phần 5 nha cả nhà. Máy bay chào cả nhà.